lúc đầu à, vậy là cảnh là cái hai đầu gối nó yếu lắm, rồi nó yếu cái lưng đau, bây giờ nó cái đầu gối cũng đỡ đau, cái lưng cũng đỡ đau chút xíu, rồi vậy. Vậy vậy thôi. Nhưng mà tôi thấy có vẻ là đi tốt hơn. Dạ tốt hơn, đúng rồi. Tốt hơn lúc đầu lại đây phải không? Dạ dạ đúng rồi. Lúc đầu lại đây đi khó hay sao? Đi nó đi từ khoảng này nó mệt đó. Đi khoảng từ khoảng này nó mệt. Mà giờ đi khoảng này nó khỏe rồi không có mệt. Nhưng mà mấy ngày nay ông uống rượu ớt không? Không, không uống rượu ớt, chưa uống. Sao vậy? Giờ đang hiệu giờ đang uống thuốc tây. Thuốc này mà đau khớp. Đó chưa uống. Ông nội à. Ngưng đi. Ngưng được không? Ngưng dạ. Đi ông trời ơi, mấy ngày nay ông mà nghe lời tôi, ông uống mấy cái này rồi nay ông khỏe còn hơn nữa rồi. Dạ. Cái kia ông ăn thua đâu, ông ngưng đi. Dạ, ngưng. Ở đây là ông uống rượu ớt nè, rượu nhào, rượu khớp đúng không? Dạ. Rồi ông uống ba thứ đó cho tôi đi. Dạ, nó chưa uống. Nên không, phải đó, uống. Phải uống. Mình ngưng cái thuốc tây đi. Thuốc tây nó chữa ông bớt lòng đâu tới đây. Dạ. Bỏ đi. Dạ. Bây giờ uống nó làm sẽ thấy khỏe lên liền. Dạ. Nha. Dạ. Ừ, thôi nằm xuống. Trời đất ơi, mày hay cãi thầy quá. Đây bởi vậy đã bớt rồi đâu có tới đây làm chi. Uống kia đâu có bớt đâu, nó phá dạ dày nữa. Yeah. Rồi, cho ông 3/1. Chắc phải uống nhiệt tình, tưởng mấy ngày nay uống rồi. Vậy mà hết đau lưng. Giờ ông hết cái lưng cái ông mạnh lên liền. Chưa. Đừng có để ông qua bên kia, có đẩy ra giờ đây, đây quất một cái một lọt mẹ xuống dưới. Nhìn qua tiếp. Nhắn lại đàng hoàng, từ từ, đừng có vội vàng. Rồi vậy coi sao rồi. Là OK là dữ vậy. Rồi bây giờ ông đi đâu? Bên bên trái hả? Dạ đó, bên trái. Cái lưng. Cái lưng. Mà bị lao cái bên trái rồi bao lâu rồi? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi hả? Bị té để tổn thương. À lúc mà té rồi hả? Dạ dạ. Rồi tới giờ nó đau luôn tới giờ đó. Chỉ thuốc tê không? Rồi mấy ngày nay có thực hiện đúng mấy lời tôi dặn không? Thì em mới nghe tay người lên người chưa kịp uống, mới nghe đích của thầy đó. Người sẵn lên và chị bệnh lên luôn vậy. Ủa rồi bà này bà không biết gì hết? Chưa biết. Bị mới mà, mới có thấy clip của thầy hả? Mà bà tới đây hồi nào vậy? Thầy cũng biết rồi. Tới hồi bữa thứ hai.
Rồi bà, rồi ở đây bà dặn bà uống gì rồi? Họ thẩm bà chưa uống gì trơn, về mua mới uống. Bà mua gì bà nói thử coi. Thì mua gỗ ở nhà của thầy đó. Bà chữa gì, lên đây chữa chi vậy? Bị mới lên rồi sẵn, bà chị đi chữa rồi sẵn lên đây đi luôn. Mất thì giờ quá. Bà chữa vậy thua gì? Không có biết gì hết, không biết chườm đá, rồi không biết ăn 16-8, không biết hút không khí. Chị chứ mới lên lần đầu mà đâu biết. Rồi không ai chỉ bà, hồi mấy ngày nay không ai nói bà hả? Có nói nhưng mà chưa mua. Tính ta về rồi mua. Không, cái chuyện ăn 16-8 với hút không khí đâu có phải mua. Dạ. Mày biết cách không? Vậy thầy nói thì biết rồi đó. Rồi bây giờ nói tôi nghe, ăn 16-8 là sao? Thì từ 12 giờ ăn. Rồi. Thì tới 8 giờ mới ăn nữa. 8 giờ tối. 8 giờ tối ăn nữa. Dạ. Nghe nói vậy đó. 8 giờ tối cho tới 12 giờ hôm sau không có ăn. Vì cứ người nhà của bà. Ủa rồi người nhà của bà rồi ai người nhà người nào đó sao cô này không nói lại cho con bà này nghe? Ây da. Rồi để lại qua lại thôi được rồi. Rồi không có khám, không có khiết, không có biết cái bệnh gì hết rồi. Rồi thôi được rồi. Đã thường. Rồi. Rồi tập luyện rồi mấy ngày nay sao rồi? Có tập luyện mấy cái này ở nhà. Rồi đỡ, đỡ có đỡ được không? Đỡ mấy cái đó nhưng mà cái lưng nó vẫn còn đau. Cái lưng còn đau lắm. Đau lắm. Tại vì nó bị thoái hóa. Mà cái lưng thoái hóa là bao nhiêu lâu rồi? 10 năm hơn. Có 10 năm hơn rồi. Thoái hóa nó thoát vị đi đệm. Đúng rồi. Hay là 4 hay là 5 với là X1 gì đó. Rồi, rồi xích vô chú đi. Ngồi lâu nó rất là đau. Đúng rồi, xích vô chú đi. Rồi, gõ đi tụi em. Nhưng mà gõ ông lấy rất là tốt, không có sao. Rồi, cái điều quan trọng á là nhớ là phải ăn 16-8 hút không khí giùm tôi nha. Tại vì cái lưng của anh đau cả chục năm trời rồi. Nhưng mà nó chưa đến đổi đâu. Cái gõ nó chưa bị dính. Thành thử là thực hiện đúng cái đó. Còn cái rượu ớt, rượu nhào, rượu khốp là phải uống thường xuyên luôn. Uống cho nó dứt bệnh luôn. Vậy đi. À, cho thầy cái này. Rồi 3/1 luôn nha. Đẹp con mẹ nhà làm gì bộ thấy quẩy quẩy nha. À, cơ khí yếu. À. Phải tu luyện lại cho nó ngon cái. Xuống bông độ à.
Cái bệnh mà cả chục năm vậy rồi đó là phải phải cố gắng cải thiện một cách ăn uống. Được. Thôi, thôi được rồi. Vô đó đủ chết rồi. Nó đã quá hả? Ừ. Cố gắng nha. Dạ. Rồi mấy cái bài tập hôm qua kêu quay phim rồi lại cứ quay. Có rồi. Ráng tập mấy bài tập đó nha, đừng có bỏ nha. Dạ. Rồi ok, thầy cảm ơn. Sao? Dạ, em bị thoái hóa cột sống với giãn tĩnh mạch. Ừ. Mà hai ngày nay thì tập thì nó đỡ nhiều rồi. Nó đỡ nhiều rồi. Dạ. Nhưng em chưa có uống rượu được, tại vì nhà không, em ở trọ. Ừ. Không có điều kiện uống. Rồi em tính về nhà không uống. Nhà đâu em? Dạ, ở Cần Thơ. Nhớ nha. Dạ. Nhớ chịu khó về uống nha, tại cái suy giãn tĩnh mạch chân á. Dạ. Là phải uống lâu dài lắm. Dạ. Ha. Dạ. Còn cái lưng đồ đau á, là mình có mấy bài tập có quay được không? Dạ có. Ráng nha. Dạ. Để tập cho thầy mấy cái đó. Dạ. Tại vì là thầy chữa bệnh bao giờ cũng muốn là khỏi, đừng có trở lại đây nữa. Dạ. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà bây giờ là bà mấy cái bài tập phải tập rồi ăn 16-8 rồi hút không khí được cho thầy. Dạ. Bây giờ hiện nay là còn đau chút xíu lưng đúng không? Dạ, hai cái bên hai mông đít. Hai bên mông đít. Dạ, rồi được. Cái cổ nữa. Dạ. Được rồi. Làm gì mà thầy đi. Cô này 3/1 luôn nha. Nhưng mà nhớ là cô này cô nhỏ con mong manh lắm á nha. Đốt quá rồi. Rồi sao nghe dễ chịu không? Nó hơi mệt vậy, nó giãn cái mông. Nó giãn cái mông rồi được rồi. Dạ. Còn mệt là tại nó quần như vậy. Mệt thì cũng lạ. Rồi